越南语 B 套节目。以下请您收听由劳动部劳动力发展署委托制播，中央广播电台所制作的越南语节目。Sau đây xin mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình phát thanh Việt ngữ do Sở Phát triển Nhân lực Lao động trực thuộc Bộ Lao động, ủy thác Đài RT thực hiện. Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RT.Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình Việt ngữ Đài Phát thanh RTI được truyền đi từ Đài Loan.